Cuốn sách Chế độ ánh dương. Tác giả: David Wolf Phụ lục D: Chữa trị các bệnh phổ biến. Khuyến nghị của tôi là hãy bắt đầu bất kỳ chương trình điều trị bệnh hoặc chấn thương nào bằng cách thực hiện một loạt các liệu trình làm sạch đại tràng. Nếu đại tràng không sạch sẽ vào hoạt động bình thường, cơ thể sẽ ngập trong chất thải và sẽ ít có khả năng tự chữa lành, hoạt động hóa thức ăn để đạt hiệu quả tối ưu. Bỏng theo kinh nghiệm của tôi, nha đam tươi sống giúp chữa lành vết bỏng nhanh hơn bất kỳ chất nào khác. Mật ong Manuka thô đứng thứ hai. Nha đam tươi sống hoặc thay thế là mật ong thô nên được bôi vào chỗ bỏng 1 đến 2 lần một ngày. Bỏng độ 1, 3 đến 4 lần một ngày đối với bỏng độ 2 và 5 đến 6 lần một ngày đối với bỏng độ 3. Bạn sẽ nhận thấy sự hồi phục nhanh chóng ngay lập tức. Kem dưỡng da MSM Medan có thể được bôi trực tiếp lên vết bỏng miễn là vết thương đóng lại da không còn bong ra và mụn nước không chảy mũ ăn nha đam bơ ô liu dầu ô liu với rau mùi tây và tảo xoắn sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chữa lành vết bỏng thêm bột msm vào nước uống hai muỗng canh mỗi lít cũng có giá trị trẻ hóa làn da tránh tất cả các loại dầu ăn nấu chín khi chữa lành vết bỏng bệnh cảm lạnh thông thường một khi cơ thể của bạn được giải độc đáng kể bằng cách ăn theo chế độ ánh dương cân bằng bạn sẽ ngày càng ít bị cảm cúm và cảm lạnh hơn một câu thành ngữ xa xưa có nói bạn không bị cảm lạnh mà là ăn cảm lạnh thực phẩm nấu chính và thực phẩm động vật có thể làm suy giảm hệ thống miễn dịch khiến bạn dễ mắc bệnh thực phẩm thực vật tươi sống mới giúp tăng cường hệ miễn dịch hãy suy xét sự thật đáng kinh ngạc này trong khía cạnh tiết kiệm thời gian năng lượng và chi phí Thông thường thì các triệu chứng cảm lạnh xuất hiện khi chuyển mùa. Đây là lúc cơ thể trở nên nhạy cảm hơn và giải độc tố nhanh hơn. Paul Pratt, chuyên gia về kéo dài tuổi thọ, đã khuyến nghị trong sách của mình nên nhịn ăn 4 lần một năm trong 7 ngày, mỗi lần chuyển mùa. Khi bạn thanh lọc chế độ ăn uống của mình, hãy lưu ý đến sự xuất hiện theo mùa của cảm lạnh. Nó sẽ mang lại cho bạn một số hiểu biết thú vị. Tôi biết, không phải ai cũng sẵn sàng ngay bây giờ để cải thiện triệt để chế độ ăn uống của họ vì vậy tôi sẽ cung cấp thuốc chữa cảm lạnh từ dưa lưới ruột cam của mình tôi đã gợi ý bài thuốc này cho nhiều người trong nhiều năm tôi thường được nghe những lời cảm ơn của họ vài ngày vài tuần thậm chí là vài tháng sau đó nếu bạn hoặc người thân thường xuyên bị cảm lạnh hãy thử những cách sau thuốc chữa cảm lạnh từ dưa lưới ruột cam nếu bị cảm cúm hoặc các triệu chứng cảm lạnh hãy đi ngủ sớm. Khi thức dậy không ăn bất cứ thứ gì cho đến 12 giờ trưa. Sau 12 giờ trưa ăn cả một quả dưa lưới ruột cam đã chín. Không ăn bất cứ thứ gì khác trong vòng 4 tiếng tiếp theo. Việc này sẽ đập tan chứng cảm lạnh hoặc cúm. Đối với những cá nhân có kỷ luật hơn, nhìn ăn, không ăn, bất cứ khi nào bị bệnh là tốt nhất. Năng lượng được chuyển từ quá trình tiêu hóa sang để tăng cường hệ thống miễn dịch và làm sạch độc tố chỉ ăn các loại trái cây có tính kiềm hoặc nước ép của chúng như là sung, đu đủ, cam, quýt, bưởi, quả mọng, vân vân. Khi bị bệnh, cũng giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục. Hãy thử hỗn hợp trái cây kiềm được mô tả trong bài học thứ bảy chế độ ánh dương trong phần khuyến nghị để có kết quả nhanh chóng. Nếu các triệu chứng cứng vẫn còn, hàng ngày uống 0,5 lít thức uống dược phẩm được mô tả trong phụ lục C công thức ánh dương. Bệnh chàm Bệnh chàm là tình trạng giải độc, thường do thuốc hoặc thuốc điều trị qua da hoặc tình trạng nấm trên da. Vì bệnh tình có thể trầm trọng hơn khi ăn trứng và chất béo nấu chín, đặc biệt là sữa tiệt trùng và pho mát, nên cần phải loại bỏ những thực phẩm này. Để giúp giảm bớt tình trạng này, sau khi tắm, thoa nha đam tươi, trái nhầu tươi, kem dưỡng da MSM, dầu dừa, quả bơ và hoặc đu đủ vào vết chàm mỗi ngày. Nếu bạn bị bệnh chàm, da khô và nổi mụn nước, hãy cân nhắc thực hiện 6 liệu trình làm sạch đại tràng để cơ thể giải độc qua đại tràng thay vì qua da. Nếu không có chỗ thực hiện liệu trình đại tràng, thục tháo bằng nước ấm hàng ngày và nhịn ăn, uống nước bưởi sẽ rất hữu ích. Một liệu pháp làm sạch bằng thảo dược tươi, chẳng hạn như chương trình ba e 30 ngày, có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu cho những người bị bệnh chàm như tôi đã thấy tận mắt vài lần. Thị lực Qua nhiều năm quan sát và nghiên cứu, Tôi tin rằng nguyên nhân chính dẫn đến thị lực kém là do thói quen đọc sách trong bóng tối hoặc ánh sáng yếu. Để duy trì thị lực tuyệt vời suốt đời, hãy nhớ đọc sách dưới ánh sáng tràn đầy hoặc ngoài trời bất cứ khi nào có thể. Ăn một chế độ ăn giàu thực vật tươi sống thường ngày ngay lập tức ngăn chặn sự thoái hóa liên tục của thị lực. Ăn thức ăn tươi sống có thể giúp dần phục hồi thị lực kém, nhưng điều này có thể mất nhiều năm. Các loại thực phẩm tươi sống có liên quan nhất đến việc cải thiện thị lực là tất cả các loại quả mọng, đặc biệt là quả kỷ tử và quả Việt Quốc, nho, vải, dầu tạo ép lạnh, DHA, và tất cả các loại thực vật chứa nhiều sắc tố như nghệ, tạo xoắn và các loại rau xanh đậm. Để chữa lành cho mắt, hãy ngừng ăn chất béo đã nấu chín, đặc biệt là mỡ động vật. Các phân tử lớn của chất béo đã nấu chín không có enzyme lipase của chúng có thể nằm trong các mao mạch nhỏ của mắt, tạo ra tắc nghẽn và làm suy yếu các cơ vận động tinh chỉnh của mắt. John Maccap, trong cuốn sách tài nguyên tuyệt vời của mình, Surgery Elective, đã trích dẫn một nghiên cứu năm 1995 trên 2.000 người cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ chất béo bão hòa, nấu chín với chứng mù loà. Ông cũng kết luận rằng chế độ ăn thuần chay có thể cải thiện một số điểm bất thường về thị lực. Ngoài ra, để giúp cải thiện thì lực kém, chỉ nên uống nước tinh khiết hoặc nước ép rau quả tươi. Các khoáng chất vô cơ từ nước máy có thể xâm nhập vào cơ thể, lọc qua hệ thống và làm hỏng các mao mạch nhỏ trong mắt. Tránh tất cả các chất caffeine như là cà phê, trà, nước ngọt vì nó làm tổn thương các mô thần kinh nhỏ trong mắt. Nên tránh dùng muối công nghiệp vì nó có xu hướng làm tăng huyết áp. Điều này gây áp lực quá lớn lên các mao mạch nhỏ trong mắt. Một số sách mô tả các chương trình cụ thể, bao gồm các bài tập cho mắt mà bạn có thể thực hiện để phục hồi sức mạnh và thị lực của mắt. Relearning to See của Thomas A. Wackenbush có thể có lợi cho bạn khi nghiên cứu. Bệnh rụng tóc. Rụng tóc là hiện tượng giảm dần sự phát triển của tóc, thường dẫn đến hói đầu ở nam giới. Nó thường xảy ra do oxy hóa kém axit hóa cơ thể do chế độ ăn uống nghèo nàn, thiếu kẽm và hoạt động và thiếu ánh sáng mặt trời. Các khuynh hướng di truyền cũng có ảnh hưởng. Dùng ngón tay xa tinh dầu của một lát ớt đã nghiền nát trực tiếp lên vùng rụng tóc sẽ giúp làm tan các cặn sáp có thể đã bịt kín nang tóc. Tinh dầu này cũng sẽ làm cho tăng lưu lượng máu đến vùng da đó, cung cấp thêm oxy và kích hoạt các nang đang ngủ yên. Hãy thận trọng, dầu ớt rất mạnh và có thể làm bỏng da chỉ cần dùng 1 phần 4 quả ớt nhỏ, thoa dầu ô liu nguyên chất hoặc dầu hạt gai dầu đã được nghiền bằng đá, ép lạnh từ 2 đến 5 phút sau khi thoa dầu ớt vì điều này sẽ làm giảm độ nóng của ớt và làm dịu da. Thực hiện theo quy trình này mỗi ngày vào buổi sáng hoặc buổi tối trong 3 tuần. Lựa chọn chế độ ăn uống nhằm hạn chế trứng rụng tóc, bao gồm các loại trái cây có tính kiềm hữu cơ như đu đủ, sung, cam để có nhiều vitamin C nhiều loại đau lá xanh hữu cơ để đảo ngược tình trạng axit trong cơ thể. Hạt anh tốt và hạt bí ngô để cung cấp kẽm. Thỉnh thoảng ăn rong biển tuso hoặc rong biển nori để cung cấp khoáng chất vi lượng. Để chăm sóc da đầu tuyệt vời, chỉ sử dụng dầu gội hữu cơ có nguồn gốc thực vật trên tóc. Đôi khi tôi chỉ đơn giản sử dụng một dung dịch loãng của chanh hoặc nước cam làm dầu gội đầu. Tôi cũng thỉnh thoảng sử dụng dầu jojoba hoặc dầu hạnh nhân để duy trì độ ẩm cho da đầu và tóc, cũng như để tránh cho tóc bị rối, dầu gội và dầu xả thương mại chứa các hóa chất độc hại cao và làm tổn thương da đầu theo thời gian. Chất nhầy gây tắc nghẽn Dịch nhầy là biểu hiện thải độc của phổi và các xoan, có liên quan đến viêm xoan, chảy nước mũi, nhức đầu, đau mắt, tai và mệt mỏi chất nhầy vừa có tác dụng bảo vệ hệ thống bằng cách hoạt động như một bộ đệm cho các cơ quan nội tại nhạy cảm vừa là chất vận chuyển chất độc ra khỏi cơ thể thường là qua phổi miệng và xoan bất cứ ai có vấn đề về chất nhầy nên tránh tất cả các sản phẩm từ sữa các sản phẩm từ sữa là chất tạo chất nhầy khét tiếng chỉ cần tránh tất cả các sản phẩm từ sữa để loại bỏ bệnh viêm xoan Ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào ngực và mặt sẽ đẩy nhanh quá trình chữa lành tình trạng này. Ánh nắng mặt trời giúp làm khô chất nhầy và nạp năng lượng cho các khoang xoang. Ăn nhiều ớt cay như là cayenne, chalapeno, habanero sẽ làm loãng và đẩy chất nhầy trong xoang ra ngoài. Chất nhầy và đáy tay có thể đã kết hợp với nhau để tạo thành lớp đáy đóng cứng trong tay. Nếu bạn bị đau tai da dẳng, hãy cân nhắc nhờ bác sĩ hoặc bác sĩ trị liệu tự nhiên rửa tai bằng nước ấm. Đau nhức cơ bắp Đau cơ là kết quả của quá nhiều axit lactic và axit uric tích tụ trong mô cơ. Để chống lại axit trong mô cơ, hãy uống ít nhất nửa lít, tức là 0,5 lít nước ép rau xanh, bất khả chiến bại, được mô tả trong phụ lục C, công thức ánh dương, hoạt động cực kỳ hiệu quả các khoáng chất kiềm trong nước ép rau xanh sẽ trung hòa axit, tạo xoắn, các sản phẩm từ hạt gai dầu, bột MSM và các enzyme bổ sung có tác dụng kỳ diệu trong việc giảm đau cơ. Tập yoga phục hồi, sau đó là tắm muối ép xâm nóng trong thời gian lâu hoặc ngâm mình trong suối nước nóng cũng có thể giúp giảm đau nhức cơ. Cắn móng tay Cắn móng tay là do thiếu khoáng chất kiềm và hoặc nhiễm ký sinh trùng. Mọi người thường cắn móng tay khi lo lắng hoặc căng thẳng. Đây là một hành động bản năng để tái chế các khoáng chất kiềm là canxi có trong móng tay vào cơ thể nhằm trung hòa các axit hình thành do căng thẳng. Tiêu thụ nhiều rau xanh, dầu canxi, chẳng hạn như rau mùi tây hoặc cải calet cùng với nhiều thực phẩm thực vật có tính kiềm khác sẽ giúp khôi phục sự cân bằng khoáng chất trong cơ thể. Nhiều tỏi trong chế độ ăn uống có xu hướng loại bỏ các vi khuẩn. Anh họ của tôi một người từng bị bệnh cắn móng tay mãn tính đã hoàn toàn khắc phục được tình trạng này bằng cách ăn thực phẩm tươi sống. Anh ấy nhận thấy một sự thay đổi lớn sau khi uống một ly nước ép mùi tay mỗi ngày trong 2 tuần. Kết quả cũng rất tuyệt vời sau khi cho một củ tỏi vào món salad của mình mỗi ngày trong 2 tháng. BMS – Hội chứng tiền kinh nguyệt Cơ thể có thể sử dụng kinh nguyệt như một kênh để giải độc, khi độc tính được chuyển ra khỏi bạch huyết để loại bỏ trong chu kỳ hàng tháng, các chất độc tích tụ lâu ngày sẽ đi vào máu. Bởi vì chúng ta thèm ăn những gì có trong máu của mình, cảm giác thèm ăn các loại thực phẩm độc hại có thể xuất hiện trong suốt chu kỳ. Nhưng cảm giác thèm ăn này xuất hiện ngay trước hoặc sau kỳ kinh nguyệt. Hãy lưu ý và chuẩn bị cho điều này. Để giảm cảm giác thèm ăn, hãy ăn hạt cacao, hạt sô-cô-la sống và quả bơ hạt ca cao cung cấp magie và các chất dinh dưỡng khác giúp giảm BMS. Đây là cách tự nhiên để đáp ứng cơn thèm sô-cô-la trong thời kỳ kinh nguyệt. Quả bơ là thực phẩm tuyệt vời giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. BMS thực chất là một đợt giải độc có liên quan đến cả thể chất, tinh thần và cảm xúc. BMS nghiêm trọng là kết quả của chế độ ăn thức ăn động vật, nấu chín, độc hại Đặc biệt là hiện nay, với tất cả các loại hóc môn được tiêm vào động vật trang trại, cơ thể của bạn càng sạch bằng cách ăn thực phẩm thực vật tươi sống. Bạn càng ít gặp phải BMS, sau vài tháng đến một năm ăn thực phẩm tươi sống từ thực vật, gần như tất cả các triệu chứng BMS sẽ biến mất. Nếu ăn kẹo sô-cô-la nấu chín hoặc carbohydrate nấu chín, điều này có thể dẫn đến sản xuất quá mức insulin, làm trồng trọng thêm các triệu chứng BMS ăn trái cây để giữ lượng đường trong máu được điều chỉnh trong suốt giai đoạn BMS. Vào ngày hôm trước và vào ngày hôm sau chu kỳ kinh nguyệt của bạn, hãy uống ít nhất một lít thức uống tăng cường chất sắt được mô tả trong phụ lục C, công thức ánh dương. Khi cơ thể được thanh lọc hoàn toàn, lượng kinh nguyệt sẽ ít hơn. Đây không phải là việc đáng lo, vì nó là cách tự nhiên của tất cả các loài động vật có vú. Khi ăn thực phẩm tươi sống, tránh các loài quả hạch và hạt, sẽ giúp giảm thiểu tình trạng mất kinh rất nhiều. Bệnh vẫy nến Chất lượng của da, độ sáng, bóng, rạng rỡ, phản ánh trạng thái của các cơ quan nội tạng. Da là đại diện cụ thể cho tình trạng của gan. Mụn trứng cá, phép ban, đốm và các tình trạng da khác đều là dấu hiệu của bệnh lý trong gan, cũng như các vấn đề liên quan đến tức giận và hoặc căng thẳng. Về mặt thể chất thuần túy, Bệnh vẩy nến có liên quan đến rối loạn chức năng gan và thiếu hụt enzyme, đặc biệt là thiếu hụt lipase. Để chữa lành bệnh vẩy nến, hàng ngày người ta cần chọn một loại chất béo thích hợp. Loại chất béo tiêu hóa tốt, các chất béo giúp tiêu hóa dễ dàng hơn bao gồm cùi dừa non tươi, dầu dừa, dầu hạt gai dầu, dầu hạt lanh, Việc giảm liều lượng chất béo trong chế độ ăn uống vì gan yếu, điển hình là ở những người bị bệnh vẩy nến, sẽ không dễ dàng bởi người ta thường hấp thụ lượng chất béo quá nhiều, ngay cả khi ở dạng tươi sống. Để khắc phục bệnh vảy nến, tất cả các chất béo nấu chín, đặc biệt là các sản phẩm từ trứng và sữa như là pho mát, sữa, bơ, kem sữa nên tránh hoàn toàn. Đối với những người bị bệnh vảy nến, nên thực hiện từ 6 đến 10 liệu trình làm sạch đại tràng. Sau 2 tháng làm sạch đại tràng, một người nên nhịn ăn uống nước trong 3 ngày, sau đó tiến hành rửa túi mật, uống 8 ounce, tức là khoảng 240 ml dầu ô liu nguyên chất đã được nghiền bằng đá, ép lạnh, sau đó uống 8 ao nước cốt chanh tươi. Xem bài học số 10, thải độc. Điều này sẽ giúp làm sạch gan và túi mật. Xoa bơ dầu ô liu nguyên chất ép lạnh, dầu hành nhân hoặc nha đam tươi trực tiếp lên vùng da bị ảnh hưởng. Để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào vùng da bị ảnh hưởng, ánh nắng mặt trời sẽ đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương. Thường xuyên uống nước ép rau xanh, trà thảo mộc chống nấm, làm sạch gan, thực vật biển giàu khoáng chất, giàu ép lạnh hữu cơ và các loại bột thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, chẳng hạn như sen tránh ăn quá nhiều trái cây và các loại đường khác cũng sẽ có lợi. Da, để có làn da sáng đẹp, khỏe mạnh, hãy ăn nhiều thực phẩm giàu silicon như là dưa chuột, thảo mộc đuôi ngựa, cây tầm ma, xà lách, cải thìa, đậu bắp, củ cải, vân vân thường xuyên ăn salad silicon được mô tả trong phụ lục C, công thức ánh dương. Thực phẩm có silicon giúp phục hồi làn da của tuổi thanh xuân. Để có làn da đầy sức sống, bạn cũng nên ăn các loại thực phẩm có dư lượng lưu huỳnh. Lưu huỳnh, khoáng chất làm đẹp, cung cấp độ mịn và sáng cho da. Lưu huỳnh được tìm thấy trong nha đam, cỏ dại, rau họ cải như là bông cải xanh, súp lơ, ớt chuông chín, ớt cây chín, hành, tỏi, nước mưa. Một số nước suối có mùi trứng và bột MSM. Để có một làn da tuyệt vời, hãy thoa một hoặc nhiều thứ sau đây lên da từ 2 đến 4 lần một tuần. Cùi đuôi đủ, quả bơ, dưa chuột, tạo xoắn, trái nhầu tươi và hoặc nha đam. Đối với da khô, thoa trực tiếp dầu hạt gai dầu, dầu Jojoba và kem dưỡng da MSM lên da. Điều này sẽ làm giảm nhanh chóng tình trạng khô da hoặc sử dụng quả bơ để bôi trực tiếp lên da dầu bơ tương tự như dầu trên da của chúng ta. Để giúp làm mờ sẹo, hãy thử bôi công thức sau trực tiếp lên da. Cách ngày trong vài tuần, hai thìa nha đam sống, một thìa nước ép mùi tây và một thìa tảo xoắn. Kem dưỡng da MSM sử dụng xen kẽ với kem vitamin C cũng có tác dụng tuyệt vời. Mất cân bằng tuyến giáp Tuyến giáp là một tuyến nội tiết lớn nằm ở cổ. Tuyến giáp kiểm soát tỷ lệ trao đổi chất cơ bản. Tuyến giáp hoạt động kém làm chậm tốc độ trao đổi chất và tăng khả năng béo phì. Tuyến giáp hoạt động quá mức sẽ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, khiến cho người ta trở nên gầy ốm với đôi mắt lồi. Đối với bất kỳ loại mất cân bằng tuyến giáp nào, tôi khuyên bạn nên loại bỏ dầu hạt cải, dầu cây rum, dầu ngô, dầu đậu nành và bơ thực vật cùng với muối vô cơ là muối công nghiệp. Cũng như tất cả thực phẩm phun thuốc trừ sâu khỏi chế độ ăn uống, dầu hạt làm chậm chức năng tuyến giáp, Natri vô cơ dư thừa, mang điện tích dương và bị hút vào tuyến giáp tích điện âm và dẫn đến rối loạn chức năng. Thuốc trừ sâu và kim loại nặng cũng bị tu hút vào tuyến giáp và gây mất cân bằng nội tiết. Bổ sung nhiều thực phẩm hữu cơ, thực phẩm thô, rau xanh, không thuộc họ cải, thảo mộc xanh, tảo xoắn, tảo lục lam và quả kỷ tử vào chế độ ăn uống sẽ giúp cân bằng tuyến giáp, tác dụng làm dịu của các khoáng chất kìm, các enzyme thô và tác dụng phục hồi của các vitamin B có trong rau xanh, thảo mộc xanh, thảo xoắn, thảo lục lam và quả kỷ tử, có tác dụng cân bằng tuyến giáp và các tuyến nội tiết khác. Lượng iốt tự do từ tảo bẹ thường khắc phục tình trạng suy giáp, uống 2 đến 4 muỗng canh bột tảo bẹ sống hàng ngày. Ngoài ra thì thêm bột rễ mắc ca, 2 đến 4 muỗng canh mỗi ngày và hoặc bơ dầu dừa thô, 2 đến 4 muỗng canh mỗi ngày sẽ làm tăng hoạt động của tuyến giáp. Mắc mặc dù nó là một loại rau họ cải, có tác dụng cân bằng hệ thống nội tiết và hỗ trợ trực tiếp tuyến giáp. Bơ dầu dừa làm tăng sự trao đổi chất và giúp đảo ngừa sự trì trệ của tuyến giáp. Ngoài ra thì ánh nắng mặt trời trên da đã được chứng minh là kích thích tuyến giáp tăng sản xuất hóc môn, đất sét ăn được, bentonite và các loại khác, cũng như các chất bổ sung enzyme cũng thường rất hữu ích. Cường giáp, tuyến giáp hoạt động quá mức, là một tình trạng khó khăn hơn và có nhiều nguyên nhân. Tất cả đều liên quan đến nhiễm độc bên trong và quá nhiều khoáng chất tạo axit trong cơ thể. Một cá nhân bị tình trạng này nên được bác sĩ hoặc bác sĩ điều trị tự nhiên kiểm tra nồng độ iốt. Nếu thiếu iốt, nên bổ sung hai muỗng canh tả bẹ thô vào chế độ ăn hàng ngày. Nếu hàm lượng quá mức, không nên đưa rong biển hoặc muối iốt của bất kỳ loại nào vào trong chế độ ăn. Ngoài ra, thêm dầu hạt không bảo hòa đa, như là hạt lanh, cây gai dầu, vân vân làm nguồn chất béo chính trong chế độ ăn uống, có thể làm chậm chức năng tuyến giáp. Ngoài ra thì một người bị tình trạng này nên hít thở sâu 30 lần mỗi ngày theo tỷ lệ 1 chia 4 chia 2 như được mô tả trong bài học thứ 22, hít thở Pranayama. Điều này sẽ giúp làm dịu hệ thống hoạt động quá mức. Xem hình minh họa đính kèm. Hết. Phụ lục D chữa trị các bệnh phổ biến. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Mời bạn đăng ký kênh để nhận được thông báo các video mới nhất nhé. Mình chúc bạn thật nhiều sức khỏe và an vui.